Chiếc Hyundai Accent bản mới nhất, bản 2024, bản thì vừa mới ra mắt anh em ạ. Thì chiếc xe này là chiếc xe mới tinh và chưa có phim cách nhiệt, thì đã chọn Agala Thái Nguyên để dán cho chiếc xe của mình một bộ phim cách nhiệt. Với đây, với chiếc xe này thì em đã tư vấn cho bác chủ đó là dán kính lái là 3M Grid Touring, mã cao cấp nhất của 3M. Đấy, dòng phim quang học để dán cho chiếc kính lái của mình lúc nào cũng là tốt nhất và xịn nhất để cho đảm bảo cách được nhiều nhiệt nhất và hạn chế nóng rát. Đấy thì anh em đây sợ kỹ thuật bên em đang thi công mới chuyển vào phim. Với mã kính sườn thì em tư vấn cho bác chủ đó là đối với dòng phim của Hàn Quốc thì đây là cái dòng phim, đây là cái bên này là em chưa dán này. Đấy, kính nó vẫn còn đang chóng như thế. Và anh em sẽ xem cái trước khi dán và không dán thì nó sẽ như thế nào nhá. Và cái mặt bên kia thì bên em đã dán phim rồi. Đây. Em có thể thấy khi qua kính cái độ cách nhiệt và cái độ xuyên sáng nó có thể ra có giảm đi và độ tiêu UV nó cũng có giảm. Đấy, anh em thấy cái chỉ số đây. Nhưng mà rất là dần nóng nhá. Còn khi mà dán phim vào rồi thì anh em sẽ thấy nó khác biệt hoàn toàn đây. Đấy, còn khi thi công thì có những cái khăn như này để che hết cho anh em. Đó, anh em có thể thấy sau khi mà qua phim thì độ tiêu UV nó lên 100%, độ xuyên sáng giảm xuống để đảm bảo độ tương tư và độ cách nhiệt lên đến 98%. Đấy. Thì mấy bộ phim mà dán được như thế, đây anh em nhìn thấy không ạ? Sau khi dán xong, độ tương tư nó đã có. Đây, khi mà đằng trước này với tông sáng hơn để đảm bảo cho anh em còn thoát để nhìn gương. Đằng sau đen tối hơn để đảm bảo độ riêng tư. Đấy, rất là thẩm mỹ. Và ngoài ra chiếc xe này thì em sẽ dán cho anh em thêm một cái bộ PVF nữa, phủ ceramic toàn bộ bề mặt sơn để đảm bảo cho chiếc xe bóng đẹp. Đấy, dán PVF bên trong nội thất bên trong, dán một bước những cái chi tiết rất nhỏ thôi để trau chuốt cho chiếc xe của mình nó luôn luôn đẹp và thẩm mỹ. Anh em có thể đi đến khoảng 5 đến 10 năm sau mà cái chiếc xe của mình vẫn đẹp, không bị hạn chế xước và độ cách nhiệt của phim vẫn còn tốt cho anh em. Đấy, phim thì bên em bảo hành cho anh em là 10 năm. Đấy, anh em nào mà chưa dán phim cách nhiệt nhá, mà hoặc đang có tham khảo đến các dòng phim cách nhiệt thì hãy đến với Agala Thái Nguyên, bên em có đầy đủ máy test, máy thi công, thợ thi công chuyên nghiệp, lành nghề để đảm bảo dán cho anh em những bộ phim tốt nhất, chuẩn nhất và xịn nhất. Cảm ơn anh.